cho các bạn, đây là cái bộ gồm có lavabo, vòi rửa tay cũng như cái bình đựng xà bông. Mình mới gắn cái này ở cà phê tinh tế để anh em tới tinh tế hoặc là lên khắc tên mua ví sen á thì anh em sẽ rửa tay trước khi chúng ta nói chuyện với nhau. Thì cái bộ này nó gồm 4 cái thành phần khác nhau. Trước tiên thì chúng ta sẽ có một cái vòi nước cảm ứng được hoàn thiện kiểu như bằng đồng ở bên ngoài. Bởi vì cái bộ này mình để ngoài trời cho đó là mình muốn cái sự hiện diện của nó không có nhiều ở trong cái không gian của mình. Đó, mình làm cho nó cái màu sắc nó tương đối giống những màu của cái môi trường xung quanh, cũng như là mình đặt những cái cây cối ở gần nó để cho cái sự hiện diện của nó không có nhiều, nhìn nó đỡ rối. Cái vòi nó có một cái mắt cảm ứng ở ngay đây. Khi anh em để tay vào thì cái nước nó sẽ xịt ra. Vòi nước ngay đây, hiện tại thì cái nước nó hơi lớn và nó được đâm thẳng lên trên này mà không cần một cái mặt. Nó có một cái bát ở gần cái giá đỡ chậu á, do đó là không cần phải cái mặt đá như là những cái vòi bình thường. Và nó có thiết kế hình ống trụ, chỗ này có hình ống trụ, nhìn rất đơn giản. Về cái chậu á thì nó là một cái chậu giống như là chậu nung bằng đất. Bên trong có một cái lớp tráng men màu nâu và bên ngoài thì nó có một chút xíu hoa văn. Và nó cũng không quá nổi bật và không quá khác biệt so với lại những gì ở xung quanh, nhìn rất tự nhiên. Thứ ba là nó có một cái hệ giá đỡ được uốn bằng sắt, gọi là sắt mỹ thuật đó. Nhìn nó cũng rất là đơn giản. Và nó có thêm cái bộ xả dưới nữa. Thì nguyên bộ gồm chậu, vòi cảm ứng và cái giá này tổng cộng là 5,6 triệu, không có nhiều. Và cái hiệu của nó là hiệu Kali, tức là không phải là một cái hiệu rất là nổi tiếng về hệ thống vòi xả hay lavabo, mà nó thiên về cái chuyện mỹ thuật hơn, tức là trang trí hơn. Thì mình nghĩ rằng nếu mà anh em gắn cái này ở ngoài hay ở quán cà phê hay ở đâu đó thì nhìn nó cũng đẹp. Cái món thứ tư mình muốn chia sẻ với anh em đó là cái hộp đựng xà bông của hãng Atmore. Thì mình từng trên tay cái này trên tinh tế rồi. Mình mua cái này để mình để ở trong nhà vệ sinh, sau đó mình xài cho nó gọn. Thì ở đây mình cũng gắn một cái tương tự như vậy, mình bỏ cái xà bông Lifebuoy vào đây. Đó, và người ta sẽ lấy cái xà bông ở đây, sau đó họ rửa tay và họ mang qua đây họ rửa. Đó. Thì nguyên cái bộ này anh em thấy rằng là nó rất là đơn giản, nó rất là gọn và rất là hòa quyện vào trong cái không gian chung. Do đó là cái sự hiện diện của nó không nhiều. Và dĩ nhiên là nó vẫn đảm bảo được cái tính năng chính của nó là gồm có xả nước, rửa tay, rửa xà bông này nọ. Bên kia thì mình có để một hộp khăn giấy để người ta rửa tay xong, người ta lau khô tay, người ta bỏ vào trong thùng rác. Cơ bản là như vậy thôi, mình muốn giới thiệu với anh em một cái bộ như vậy, đơn giản như vậy, giá cả tương tự như vậy. Cái hộp xà bông này khoảng chừng 400 ngàn để anh em thấy là anh em có thể dễ dàng gắn nó và chúng ta sẽ nâng cao cái ý thức giữ gìn vệ sinh trước khi đi vô khắc tên anh em rửa tay, trước khi đi vô tinh tế anh em rửa tay. Rồi, xin cảm ơn.